Ở phần trước vì tranh giành nguyên liệu nấu ăn có thể kiểm soát thế giới, Toriko đã có một trận chiến long trời lở đất với bếp phó bốn tay của tổ chức Gomez. Hai người thực lực ngang nhau bất phân thắng bại nên kèo này khá là căng. Cuối cùng anh bếp phó đã xin Toriko một cái hẹn để bữa khác hai người lại trao đổi vài chiêu võ thuật, nói xong thì anh bếp phó cưỡi bọ hung chìm én. Ngày hôm nay Toriko và cô Masu đi tham quan tháp Gomez, tất cả đồ ăn trên thế giới đều có ở đây. Mọi người phải đăng ký thẻ thành viên thì mới có thể đi vào bên trong nơi này toàn bán các loại đồ ăn siêu to khổng lồ, xiên thịt nướng to tổ bố cả làng ăn vô tư luôn. Toriko vào quán đá bát mì hảo hảo chua cay, nước súp hầm xương đậm đà sợi mì vừa dai vừa mềm ăn rất bánh cuốn nên anh đã quất hơn chục bát. Tiếp theo anh lại dẫn cô Masu đi ăn sushi băng truyền cơ mà người ngồi phía sau chỉ còn cái nịt, bữa ăn này có giá xương xương 2 tỷ mà thôi. Ăn xong hai người lại đi tham quan cửa hàng gia dụng Gomez bên trong bày bán các loại dụng cụ nấu ăn không thiếu một thứ gì mỗi tội giá hơi chát. Lúc này đột nhiên có mấy tên cướp xuất hiện trong cửa hàng bọn chúng đã bắt cô Masu làm con tin. Thấy vậy Toriko liền đuổi theo hạ gục bọn chúng thế nhưng anh vẫn để cho một tên cướp chạy thoát. Cơ mà ăn cướp lại gặp phải bà già thanh niên bị bà già cầm gậy đập cho không trượt phát nào. Thì ra thân phận của bà già này cũng không đơn giản. Bà tên là Setsu, một trong những thợ săn ẩm thực đời đầu từng nằm trong nhóm top 1 server. Bà Setsu tính tình hơi cục xúc cơ mà được Toriko nịnh cho vài câu thì bà cũng vui vẻ dẫn hai người về nhà của mình. Bà Sessu có thói quen di chuyển bằng tàu điện, nhìn giản dị vậy thôi chứ thực ra bà Sessu lại là chủ của một chuỗi nhà hàng nổi tiếng trong thành phố doanh thu mỗi tháng sương sương trăm tỷ. Một lúc sau bà Sessu đã dẫn hai người về nhà hàng của mình, bên trong hết sức bình thường không có gì đặc sắc. Bà quyết định nấu một món ăn huyền thoại trong thực đơn của mình đó chính là món súp thế kỷ. Đầu tiên bà dùng dao lọc thịt chim phần thịt ở cánh sẽ là ngon nhất khi được nướng trên bếp than hoa. Nước lọc trong nhà hàng cũng không phải loại nước bình thường mà là nước được lấy từ ngọn núi băng nghìn năm. Nó có vị ngọt nhẹ và thanh mát. Trong khi chờ đợi món súp thế kỷ, bà Setsu đã làm cho Toriko và cô Matsu hai bát cơm trứng chiên chim tỏi. Tất cả nguyên liệu để làm ra món này đều thuộc loại thượng hạng được tuyển chọn kỹ lưỡng nên hương vị của nó không có gì để chê được. Lúc này bà Setsu đã nấu xong món súp thế kỷ. Nước súp trong đến mức thấy cả đáy nồi. Mùi thơm của gia vị bắt đầu lan tỏa ra xung quanh đã thu hút vô số người xem và cả nữ phóng viên Tina. Bà Setsu tiết lộ súp thế kỷ phải lọc bỏ tạp chất để giữ lại vị ngon thì nó mới có được màu sắc tinh khiết như này. Toriko múc một thìa nếm thử, hương vị vô cùng đậm đà ngọt như hạt nêm từ thịt cờ no. Tuy nhiên món súp này mặc dù ngon nhưng cô Masu vẫn có cảm giác nó đang bị thiếu một loại gia vị nào đó nên chưa thể đạt đến cấp độ hoàn hảo. Cơ mà mõm thì nói vậy thôi chứ hai thanh niên vẫn chén sạch nồi súp của bà thơm ngon tới giọt cuối cùng. Ăn xong bà Setsu dẫn hai người tham quan khu nhà bếp cửa hàng mỗi tháng chỉ mở duy nhất một lần nguyên liệu vô cùng tươi ngon còn sống dãy đành đạch trước khi chế biến phải được tắm rửa sạch sẽ. Nguyên liệu tuy đơn giản nhưng để ý kỹ thì mới thấy tất cả đều là loại hiếm có khó tìm và không dễ chế biến. Lý do bà Setsu chỉ mở cửa nhà hàng mỗi tháng một lần là bởi vì cảm hứng nhưng không phải cảm hứng của bà mà là của nguyên liệu. Bà cho rằng đầu bếp không lựa chọn nguyên liệu, ngược lại nguyên liệu mới là thứ đã chọn đầu bếp. Cuối cùng bà Setsu dẫn mọi người đi xem một cái nồi siêu to khổng lồ đang nấu món súp huyền thoại. Sau khi leo thang mệt như chó chết mọi người mới thấy được khung cảnh bên trong nồi súp, bà Setsu đang hầm nước xương cùng với nguyên liệu nồi súp còn chưa được lọc mà nước cũng đã trong vèo. Lúc này bà Setsu mới tiết lộ một sự thật. Đúng như lời cô Matsu nói món súp này quả thật vẫn chưa hoàn thiện nó đang còn thiếu một loại nguyên liệu nào đó. Súp thế kỷ có nguồn gốc từ thế giới tự nhiên năm xưa bà Setsu đã từng có cơ hội nếm thử. Còn nồi súp hiện tại của bà chỉ là món ăn phỏng chế theo hương vị năm xưa mà thôi. Bà Setsu đã nhờ Toriko và Komatsu giúp mình hoàn thiện công thức của món súp thế kỷ bằng cách tìm ra nguyên liệu còn thiếu. Món súp nguyên bản sau hàng trăm năm mới xuất hiện một lần, bà tin rằng nếu như hai người có thể tìm được nó thì bọn họ cũng sẽ tìm được nguyên liệu cuối cùng. Buổi tối Toriko đi vào một quán nhậu trong thành phố, là một trong tứ thiên hoàng anh được mọi người chào đón vô cùng nồng nhiệt. Chủ quán mời Toriko cốc bia 5 lít anh làm một hơi hết bà nó luôn giam ba cốc bia sao làm khó được anh. Lúc này cánh của đột nhiên mở ra, từ bên ngoài xuất hiện một đám vệ sĩ ăn mặc chỉnh tề. Ông chủ của bọn họ là chủ tịch mo coi của một tập đoàn vô cùng giàu có. Thì ra sắp tới súp thế kỷ sẽ xuất hiện, chủ tịch tuyên bố nếu người nào có thể giúp ông ta lấy được món súp huyền thoại thì ông ta sẽ thưởng nóng cho người đó 10 tỷ yên. Quy đổi ra tiền Việt là 1.800 tỷ đồng u là trời. Lúc này chủ quán nhậu dẫn Toriko vào đường hầm bí mật, thì ra nghề tay trái của chủ quán là buôn bán các thiết bị dành cho thợ săn ẩm thực. Chủ quán chào hàng thiết bị phân tích dùng thứ này Toriko có thể biết được nguyên liệu còn thiếu của món súp thế kỷ là gì nên anh đã quất luôn một cái. Ngày hôm sau tất cả mọi người đã tụ tập tại bến tàu, chủ tịch Mocoy sẽ đưa mọi người đi tìm súp thế kỷ toàn bộ chi phí sẽ do ông ta tài trợ. Chủ tịch còn phát quần áo đặc chế cho mọi người bởi vì sau đó bọn họ sẽ phải đến một nơi rất lạnh lẽo. Nơi đó được mệnh danh là địa ngục băng giá sau 100 năm lớp băng mới tan chảy một lần. Nếu ai lấy được món súp trong đó thì sẽ có được 10 tỷ yên. Trên tàu Toriko đã làm quen với một thanh niên cưỡi ngựa tên là Takimaru, anh ta thuộc bộ tộc những người tôn sùng thực phẩm tự nhiên. Lúc này một đàn thủy quái bất ngờ trèo lên thuyền tấn công mọi người, thịt của nó rất ngon nên Toriko đã xin nhẹ một cháu mang về làm thịt. Cơ mà những người còn lại không mạnh như Toriko nên gặp phải thủy quái chỉ biết sách quần mà chạy. Đại ca đầu vàng tên là Mát với kiếm thuật thượng thừa Mát đã cho con thủy quái khổng lồ bay màu chỉ bằng một nhát chém cực ngọt. Takimaru cũng không phải dạng vừa anh đã sử dụng tuyệt chiêu nắn xương phá hủy xương sống của đàn thủy quái khiến chúng gục ngay tại chỗ. Một con thủy quái khổng lồ nữa lại xuất hiện cơ mà thịt của con này ăn không ngon nên Toriko đã cho nó một đấm chim cút ngay và luôn. Lúc này con tàu đã đưa mọi người tới lục địa băng giá, nhiệt độ trung bình âm 50 độ C. Khi con tàu đi ngang qua khe nứt thì một tảng băng bất ngờ rơi xuống khiến mọi người trên tàu hoảng sợ. Thủy thủ đoàn muốn dùng hỏa pháo để phá băng nhưng tảng băng quá cứng nó không thể bị phá hủy. Khoảnh khắc khi nó sắp rơi xuống con tàu cho tất cả mọi người đắp chiếu thì Toriko đã tung nắm đấm cản lại khối băng khổng lồ chỉ bằng một tay. Sau đó khối băng đã bị anh ấy một đấm chia hai. Chứng kiến cảnh này mọi người xung quanh vô cùng khiếp sợ, thì ra đây mới là sức mạnh thực sự của một trong tứ thiên hoàng. Lúc này chủ tịch nói với mọi người ông ta chỉ đưa bọn họ tới gần đỉnh của núi băng đoạn đường còn lại mọi người phải tự đi bởi vì máy bay trực thăng không thể hạ cánh trên địa ngục băng giá. Từ đây mọi người sẽ chia ra làm hai nhóm để tìm súp thế kỷ. Toriko và cô thuộc nhóm số 1. Bằng cách nào đó nữ phóng viên Tina và mấy thanh niên đầu gấu cũng được tham gia chuyến đi này. Tên đại ca còn tự tin mình không cần mặc quần áo đặc chế vì hắn có thể chịu lạnh cơ mà rất nhanh đại ca đã bị quả táo cực mạnh. Ở một nơi khác mọi người đã đáp đảo băng nhưng bọn họ không biết rằng đám vệ sĩ trên tàu đã bị một người bí ẩn đeo mặt nạ tiễn đi bán muối. Đoạn đường tiếp theo muốn đi lên núi băng mọi người sẽ phải leo dốc thẳng đứng hiểm trở nếu mà rơi xuống thì bọn họ sẽ được một vé về gặp các cụ vừa mới lên trên komatsu đã nhìn thấy một cái bóng đen khổng lồ đó là một con rồng băng tuy nhiên nó đã thành rồng đông lạnh nhiệt độ bình thường không thể làm được chuyện này chứng tỏ con rồng này đã bị một sinh vật nào đó hạ sát cùng thời điểm nhóm thứ hai chuẩn bị xuất phát người bí ẩn đeo mặt nạ đã nhân cơ hội lẻn vào đám đông ông chú đại ca và nữ phóng viên thì vẫn miệt mài leo núi cũng may là còn kiếm được bộ quần áo đặc chế không thì đại ca lại toang thật sự bên này nhóm Toriko tiếp tục tiến về phía trước bão tuyết trên núi cực kỳ nguy hiểm đó là lý do vì sao máy bay trực thăng không thể đi lên. Những cơn gió lạnh cắt ra cắt thịt ngày càng thổi mạnh hơi thở vừa tỏa ra đã bốc hơi ngay lập tức nếu không đi nhanh thì mọi người cũng sẽ bị đóng băng. Bất ngờ một khối băng bay đến trước mặt thanh niên đeo kính Toriko đã nhanh tay bắt được nó. Khối băng này là hiện tượng bề mặt tuyết bị gió bào nhọn, một khi chúng bị gió thổi với tốc độ cao sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cũng may có lời nhắc của Toriko nên mọi người trong nhóm không ai bị thương đến khi mặt trời lặn Toriko kích hoạt thủ đao tạo thành một cái hố sâu để mọi người có nơi trú ẩn Takimaru pha sữa nóng mời mọi người trong thời tiết khắc nghiệt một cốc sữa sẽ giúp cơ thể duy trì thân nhiệt xua tan cái lạnh trong lúc mọi người nghỉ ngơi thì Toriko lại cảm thấy lo lắng anh không biết phải là sinh vật đáng sợ cỡ nào mới có thể tiêu diệt dòng băng trong chính lãnh địa của nó ở một nơi khác các thành viên của tổ chức gomet cũng đã xuất hiện trên hòn đảo băng một kẻ trong đó chính là thủ phạm đã gây ra cái chết của con rồng băng mà nhóm Toriko mới nhìn thấy lúc sáng. Lúc này Toriko vẫn đứng một mình trong bão tuyết để canh gác cho mọi người bên dưới yên tâm nghỉ ngơi. Thấy vậy Matt quyết định đứng gác cùng với Toriko, Matt còn cảm ơn Toriko vì hồi sáng Toriko đã ra tay cứu đàn em của anh ta. Cùng lúc đó nhóm ông chú hổ báo đang đi trên đường thì đột nhiên gặp phải một bầy quái vật đang ngủ say. Đại ca bảo đám đàn em nói bé bé cái mồm thôi đừng có nói to nếu không bọn quái vật sẽ tỉnh dậy cơ mà chính đại ca lại báo anh em cực mạnh. Ngày hôm sau mặt trời mọc cả nhóm lại tiếp tục lên đường, thời tiết ngày càng khắc nghiệt nên cơ thể của cô Masu đã có chút chịu không nổi. Cũng may là Toriko đã tìm được một cây nấm nhiệt sau khi ăn vào thì cơ thể sẽ cảm thấy ấm hơn. Quả nhiên cô Masu ăn xong đã cảm thấy dễ chịu hơn hẳn Toriko liền tọng cả cây nấm vào mồm thanh niên loại nấm nhiệt nếu ăn quá nhiều sẽ rất là cay. Lúc này có một đàn bò mộng băng tuyết cấp 11 xuất hiện trước mặt mọi người Takimaru quyết định xử lý bọn chúng. Anh bắt đầu sử dụng 7749 tư thế vận công vì môn võ này khởi động càng lâu thì đấm càng đau. Mặc dù hơi mất thời gian một tí nhưng bù lại sức công phá rất mạnh khiến cho xương sống của nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng. Đến lượt mát ra tay vũ khí của anh là một thanh katana với tốc độ xuất kiếm nhanh đến mức không kịp nhìn mát đã cho một con bò lên bảng đếm số. Tuy nhiên số lượng đàn bò vẫn còn lại khá nhiều. Toriko không cần tự mình ra tay, anh chỉ phát ra một chút sắc khí đã khiến cho đàn bò cảm nhận được khí thế của một sinh vật cực kỳ nguy hiểm, bọn chúng sợ hãi lập tức chim én rất nhanh. Sau đó Toriko xẻ thịt những con bò mọi người vừa mới săn được để làm món bò nướng, lớp da bên ngoài thì giòn nhưng phần thịt bên trong vẫn mọng nước. Đánh chén xong xuôi, mọi người lại tiếp tục lên đường, sau khi vượt qua chặng núi cuối cùng mọi người đã tìm được núi băng của địa ngục băng giá. Đây cũng chính là nơi đã sản sinh ra món súp huyền thoại trong truyền thuyết sau mỗi trăm năm mới lại xuất hiện một lần nên nó được gọi là súp thế kỷ. Chỉ nghĩ đến việc được nếm thử món súp đó là nước dãi của Toriko đã chảy tùng lum đến mức đông cứng thành băng. Còn ở bên này nhóm ông chú và phóng viên số nhỏ thiệt chứ liên tục bị mấy con quái vật dí sấp mặt chó. Tuy thực lực không ra gì cơ mà được cái chạy nhanh nên cả đám mới có thể sống sót đến tận bây giờ. Cũng may được ông bà độ nên trong lúc chạy trốn họ đã tìm thấy lối đi bí mật dẫn vào hang động bên trong núi băng. Lúc này Toriko tiết lộ với cô Masu điều mà anh luôn lo lắng, con rồng băng đã chết trước khi bị đông cứng. Thủ phạm có thể tàn sát rồng băng cấp độ 50 thì hắn ta chắc chắn phải là một kẻ vô cùng đáng sợ. Trong khi bọn họ đang nói chuyện thì thanh niên đeo mặt nạ cũng đã tiến vào hang động bên trong núi băng. Trong lúc đi tìm món súp thế kỷ, cô Masu đã phát hiện một khối băng khổng lồ đang tỏa sáng nhưng đằng sau khối băng ấy lại là một con gấu trắng cấp 20 nên cô Masu phải té ngay lập tức. Toriko dùng thiết bị mới mua để phân tích con gấu thì anh phát hiện thịt của nó ăn rất ngon. Thế là Toriko cũng không nói nhiều anh liền sử dụng đao thủ đi một đường cơ bản cho con gấu đắp chiếu. Chỉ một lúc sau cả nhóm đã hầm một nồi thịt gấu thơm phức, miếng thịt béo ngậy mà không bị ngấy tỷ lệ của thịt và mỡ vô cùng hoàn hảo cắm thêm nồi cơm hút vội cũng phải ăn được năm bát. Lúc này có một cái bóng bất ngờ xuất hiện phía sau Komatsu, thì ra là một con chim cánh cụt chưa trưởng thành. Con chim này rất hiền lành và hoàn toàn vô hai nên cô Masu đã quyết định cho nó đi theo mọi người. Tuy nhiên chim bố và chim mẹ rất hung dữ nếu chúng biết được chuyện này thì cũng hơi bị căng. Ăn xong cô Masu hỏi mọi người vì sao bọn họ lại muốn đi tìm món súp thế kỷ. Các đàn em của Mát mới nói rằng ban đầu làng quê của bọn họ rất nghèo và thường xuyên xảy ra nạn trộm cướp hoành hành. Khi đó Mát đã một mình đứng lên chiến đấu chống lại bọn cướp bảo vệ ngôi làng nên mọi người mới có cái ăn cho nên sau này lớn lên mát và đàn em muốn mang món súp về làng để tất cả mọi người cùng thưởng thức còn takimaru lý do anh muốn tìm súp thế kỷ là bởi vì anh đang cần một số tiền rất lớn để mua thuốc một người bạn của takimaru đang bị thương nặng mà dưỡng thương quốc có một loại thuốc quý chữa được bách bệnh nên anh muốn kiếm tiền để cứu bạn của mình lý do của toriko thì cực kỳ đơn giản anh cảm thấy tò mò nên muốn ăn thử món súp chỉ có vậy mà thôi Bên này tổ chức Gomet đã thâm nhập vào động băng một tên bắt đầu nhả khói đen chỉ thấy hàng trăm con côn trùng bay ra từ miệng của hắn. Đó là những con bọ bom cấp 10 bọn chúng đã tự phát nổ chính mình để phá hủy lối vào hang động. Tiếng nổ quá lớn khiến Toriko chú ý và nhận ra bọn họ không phải là nhóm người duy nhất đi tìm súp thế kỷ. Cùng lúc đó nhóm đầu gấu đã tìm được lối vào hang động băng giá, tiến sâu vào bên trong bọn họ phát hiện một con quái vật khổng lồ bị đóng băng. Đột nhiên một bóng đen đi ra từ trong vách đá anh ta chính là người bí ẩn đeo mặt nạ. Lúc đeo mặt nạ vào bao ngầu cơ mà khi cởi mặt nạ ra thì thanh niên này lại nói làm nhảm bắn lên thanh như cái máy làm mọi người đau hết cả đầu. Đẹp dai xin hãy bình thường anh ơi. Đối phương tiết lộ quái vật này là một con thần lằn Hellboros cấp độ 72 kẻ thống trị của địa ngục băng. Nói xong thì thanh niên có việc bận đã chào tạm biệt mọi người còn mọi người cũng không hiểu kiểu gì luôn. Cùng lúc đó một vụ nổ đã xảy ra bên ngoài hang động Toriko nhanh chóng cảm nhận được nguy hiểm. Bên trong làn khói xuất hiện hàng ngàn con bọ cánh cứng cấp 38 bọn chúng sở hữu đôi càng chắc khỏe và tốc độ bay cực nhanh nên mọi người không thể bắt được bọn chúng cả nhóm liên tục ăn hành thay cơm. Người đã thả bọn chính là thanh niên đầu hồng này. Bọ cánh cứng vừa bay nhanh lại có thể đổi hướng đột ngột nên muốn đánh chúng nó không hề dễ dàng. Lớp vỏ cứng đến mức súng đạn không thể xuyên thủng. Nếu như mọi người may mắn tư diệt được nó thì cũng đừng vội mừng bởi vì sức sống của bọn này rất khủng khiếp, chúng nó có thể tái sinh vô hạn. Lúc này Toriko chợt cảm thấy một áp lực vô cùng đáng sợ từ nơi xa đang tiến gần đến mọi người. Rất nhanh ba thành viên của tổ chức Gomet đã xuất hiện trong tầm mắt, những con côn trùng đã mang bọn chúng tới nơi này. Đầu hồng giả vờ tiếp cận Toriko để nhân cơ hội đánh lén cơ mà phòng ngự của anh quá châu bò. Nhưng Toriko cũng không phản công được bởi vì trong cơ thể của đối phương có một sinh vật rất nguy hiểm. Lúc này chim bố và chim mẹ đã xuất hiện, trong lúc tìm con bọn chúng đã vô tình tạo ra địa chấn khiến tất cả mọi người rơi xuống hang động băng giá. Sau đó cô Masu đã thấy được một thứ gì đó đang phát sáng. Cùng thời điểm ở một nơi khác, Koro đột nhiên có một sự cảm không lành giống như là một sự kiện nào đó vô cùng nguy hiểm sắp phát sinh. Trở lại hang động, Komatsu đã tìm thấy cột băng ngàn năm. Những con thú bị đóng băng ở bên trong đã vô tình trở thành nguyên liệu của món súp thế kỷ. Nếu như nguyên liệu đang ở đây thì món súp thế kỷ cách bọn họ cũng không còn xa nữa. Toriko đã giao nhiệm vụ cho Komatsu đi tìm súp thế kỷ, còn anh ấy và mọi người sẽ ở lại nơi này chiến đấu với tổ chức Gomets để kéo dài thời gian tuyệt đối không để chúng chiếm được món súp. Lúc này đầu hồng tự giới thiệu hắn là Tommy Rose bếp phó của tổ chức Gomez, sức mạnh của hắn đến từ những con côn trùng bên trong cơ thể. Toriko không may bị thương trong lúc chiến đấu nên một tay của anh đã không thể sử dụng được tuyệt chiêu. Cơ mà đối mặt với kẻ thù Toriko vẫn không chịu thua anh quyết định giao lưu vài đường võ công xem cái trình của hắn như nào. Bên trong hang động Komatsu vô tình gặp phải thanh niên đeo mặt nạ, cậu cứ tưởng mạng mình đã toang thật rồi nào ngờ đối phương lại giúp cậu tiêu diệt một con bọ cánh cứng ở phía sau. Bên ngoài chim bố và chim mẹ đã tìm được chim non nhưng Tommy Rose cảm thấy bọn chúng quá ồn ào nên hắn đã gọi con rết của mình tấn công lũ chim. Mọi người thấy vậy vô cùng phẫn nộ lập tức tiêu diệt con rết để trả thù cho chim bố và chim mẹ. Mắt bắt đầu xả súng về phía một tên trong đó nhưng cơ thể của hắn ta quá cứng nên không sợ bị đạn bắn. Đối thủ của Takimaru là tên áo đen đeo kính nhưng thực chất bên trong hắn lại giấu một người khác. Tên của hắn là Bogezut. Boge rút sở hữu một cơ thể vô cùng linh hoạt, đôi tay của hắn có thể biến đổi dài ngắn khiến đối thủ khó lòng phòng bị. Dựa vào cơ thể linh hoạt của mình, Boge rút có thể sống trong cơ thể người khác như một loài ký sinh. Hắn bất ngờ tung chiêu tấn công khiến Takimaru bị trúng đòn đã để lộ con mắt bên trái đang phát sáng. Cơ mà phòng này không chơi nhãn thuật chỉ chơi cận chiến nên Takimaru vẫn bị đấm không trượt phát nào. Cây cú anh bắt đầu kích hoạt sa gan rồi tung một trưởng vào bụng Boge rút cơ mà điều kỳ lạ là hắn lại không hề bị thương trong khi Takimaru đã phá hủy xương sống của hắn. Thì ra cấu trúc xương của Boge rút vô cùng đặc biệt nếu người bình thường chỉ có 206 khúc xương thì hắn lại có tới 4.000 khúc xương tức là nhiều hơn gấp 20 lần. Số lượng xương và khớp quá nhiều giúp Boge rút có thể dễ dàng xâm nhập vào trong hầu hết mọi loại sinh vật. Thậm chí hắn còn có thể biến xương tay của mình thành vũ khí kết hợp với tầm đánh xa cực kỳ nguy hiểm. Cho dù Takimaru có đánh trúng xương sống của hắn đi nữa thì cũng sẽ có nhiều khớp xương khác thay vào. Cuối cùng anh không còn đủ sức né tránh đã trúng phải một đòn chí mạng của Boge rút không thể đứng dậy được nữa. Khoảnh khắc mơ hồ những hình ảnh từ quá khứ bỗng chốc hiện lên trong tâm trí của Takimaru. Anh có một người bạn luôn ở bên cạnh quan tâm giúp đỡ. Anh cần kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho bạn của mình nên không thể gục ngã. Vậy là trong ánh mắt kinh ngạc của Boge rút, Takimaru lại một lần nữa đứng dậy mặc dù bản thân của anh cũng đang bị thương rất nặng. Maru bắt đầu khởi động chiêu thức tối thượng mặc kệ đối thủ đang từng bước tới gần. Rất nhanh Bogezut đã tung một đấm vào bụng của anh, tuy nhiên mọi chuyện đã quá muộn bởi vì lúc này Taki Maru đã hoàn thành xong quá trình khởi động của mình. Nhớ đến người bạn thân đã giúp anh bình tĩnh lại, anh bắt đầu phân tích kẻ địch cho dù xương của hắn có nhiều đến đâu thì vẫn có một điểm yếu không thể thay thế được đó chính là khớp xương chậu. Takimaru đã dùng tay móc nó ra khỏi cơ thể của Bogezut, tuy nhiên với những vết thương trước đó sau khi sử dụng tuyệt chiêu anh ấy đã bất tỉnh. Bo rút đang tính xin lại khúc xương chậu của mình nào ngờ lại bị mát rút kiếm chém một nhát chia đôi cuộc tình. Mất đi khớp nối quan trọng nhất cơ thể của hắn cũng nhanh chóng trở nên vô dụng. Cuộc chiến làm ảnh hưởng tới hang động bên dưới nhưng cô Masu vẫn bất chấp nguy hiểm tiến về phía trước vì cậu đã hứa với Toriko nhất định phải lấy được món súp thế kỷ. Tuy nhiên cậu lại không hề nhận ra bản thân đang bị theo dõi bởi một người máy siêu nhỏ. Ở phía trên mát đang solo với bếp phó Baji, tên này trông thì to xác nhưng lại di chuyển vô cùng nhanh nhẹn cộng thêm lớp giáp siêu cứng ở trên người mát muốn đánh bại hắn là chuyện cực kỳ khó khăn lúc này cơ thể của ba di đột nhiên tiết ra chất lỏng đó là chất kháng đông dựa vào thứ này ba di mới có thể di chuyển trong cái lạnh thấu xương mà không cần mặc quần áo bảo hộ ba di bất ngờ xuất chiêu vì tốc độ quá nhanh nên mát không thể né được ba di đã nhận ra thân nhiệt của mát bị hạ thấp khiến anh không thể phát huy toàn bộ thực lực trái lại cơ thể của ba di được bao bọc bởi chất chống đông nên hắn luôn ở trong trạng thái chiến đấu tốt nhất không còn cách nào khác mát đành phải dùng đến chiêu cuối nhưng chiêu này cần rất nhiều thời gian tụ lực nên mát đã nhờ các anh em giữ chân ba Ji. bị cản đường ba Ji cực kỳ phẫn nộ hắn lập tức chút cơn giận lên đám đàn em của mát chứng kiến tất cả mát vô cùng đau lòng nhưng anh biết lúc này anh không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn trong lòng mát đang cháy lên một ngọn lửa hận thù vô tận những người anh em của mát đã trung thành với anh đến giây phút cuối cùng đối mặt với khoảnh khắc sinh tử bọn họ cũng quyết không đầu hàng sau 3 phút mát đã hoàn thành quá trình tụ lực nhìn những người anh em đang nằm hấp hối dưới đất sự thù hận bên trong mát đã lên tới đỉnh điểm anh lập tức dồn tất cả oán hận của mình vào một kiếm chí mạng thanh kiếm trong tay mát được làm từ chiếc răng của một con rồng loài sinh vật có thể cắn nát mọi thứ trên đời lớp giáp không gì phá nổi của ba di nhanh chóng bị cắt làm đôi cuối cùng anh đã tự tay trả thù cho đàn em của mình ở một nơi khác trận đại chiến giữa bếp trưởng tomiros và thiên hoàng toriko chỉ vừa mới bắt đầu sau khi quen thuộc với đường bay của côn trùng Toriko đã có thể tiêu diệt bọn chúng một cách dễ dàng bọn này tuổi con ngan con cứ bơi vào đây anh chấp hết. Cơ mà đối thủ lại bất ngờ đổi sang bọ bom khiến Toriko không kịp đề phòng, kết quả hơn chục con bọ đã bám vào người anh và phát nổ. Lúc này Komatsu đã tìm được vị trí của món súp thế kỷ, đó là một cái hồ rộng lớn thế nhưng hiện tại dòng chảy của nước súp ở phía trên đã bị đóng băng nên súp thế kỷ cũng không thấy đâu. Komatsu đột nhiên bị người đeo mặt nạ bịt miệng, anh ta viết chữ gì đó lên một quyển sổ cơ mà chữ xấu vãi cả nồi nên cậu không đọc được. Đối phương tiết lộ mình tên là Teppy và anh ta không phải là kẻ thù của mọi người. Teppy tiết lộ quần áo phòng hộ mà bọn họ đang mặc có gắn máy nghe lén. Nếu như chủ tịch Mo coi phát hiện nước súp thế kỷ đã không còn nữa thì lão ta chắc chắn sẽ nhổ neo con tàu rời khỏi nơi này bỏ mặc tất cả mọi người ở lại trên hòn đảo băng giá. Lúc này nhóm đầu gấu bất ngờ xuất hiện, Teppy liền cảnh báo bọn họ đừng nhắc tới chuyện nước súp đã cạn. Cơ mà lần này Tepi quên không ghi vào giấy lại còn hơi to mồm đúng là báo anh em thiệt chứ. Rất nhanh chủ tịch ở trong phòng nghe lén đã biết được tất cả, lão ta quyết định nhổ neo con tàu rời khỏi đại lục băng giá bỏ lại mọi người trên đảo. Ở một nơi khác sau khi bị bọ bom kích nổ Toriko cũng không bị thương chỉ là cái áo của anh đã bay màu. Tomirot chợt nhận ra hai tên đồng bọn của mình đã bị hạ gục thì cảm thấy vô cùng tức giận. Hắn liền triệu hồi đàn côn trùng tấn công mọi người nhưng tất cả bọn chúng còn chưa kịp đến gần thì đã bị thiêu đốt bởi sức nóng tỏa ra từ cơ thể của Toriko. Tuy nhiên khi anh sắp tấn công Tomirod thì từ trong miệng của hắn lại lộ ra một khuôn mặt đáng sợ. Tomirod cho rằng với thời tiết giá lạnh thân nhiệt của Toriko sẽ giảm dần khiến anh bị suy yếu. Còn trong cơ thể của hắn thì có khoảng hơn 10.000 trứng của các loài côn trùng ký sinh giúp hắn có thể duy trì thân nhiệt và bổ sung năng lượng. Trong lúc nói chuyện Tomirod đã âm thầm cho một con ong cắn Toriko mặc dù Toriko đã tiêu diệt nó nhưng vết cắn trên tay vẫn bị sưng lên rất to. Chiến đấu với hàng ngàn côn trùng trong thời tiết khắc nghiệt làm thể lực của Toriko nhanh chóng bị tiêu hao. Tomirot tiếp tục triệu hồi làn sóng côn trùng tiếp theo nhưng đã bị sức nóng từ cơ thể của Toriko thiêu đốt. Lúc này hắn bất ngờ phun ra vô số côn trùng bám vào cơ thể của Toriko, bọn chúng tiết ra một loại khí độc màu đen bao phủ toàn thân của anh. Đây là một loại chất tiêu hóa cực mạnh có tác dụng phân hủy cơ thể của các loài động vật. Tomirot tốn khá nhiều mana khi sử dụng chiêu này. Thấy Toriko không còn cử động hắn muốn nhân cơ hội đánh lén nhưng tay của hắn đã bị anh bắt được sau đó sử dụng chiêu thức đinh quyền nhất trưởng tung một đấm vào bụng của đối phương. Không ngờ tên này khá châu bò sau khi chịu một đấm toàn lực của Toriko cũng chỉ bị thương nhẹ. Lúc này Matt đột nhiên phát hiện bọn côn trùng đang yếu đi thì ra cơ thể của Toriko đã tiết ra một hợp chất có tên là sai Bản năng của Toriko đã cảm nhận được mối nguy đến từ côn trùng nên đã tự tiết ra chất này để bảo vệ cơ thể. Phyton sai là chất kháng sinh tự nhiên của thực vật, một khi tiếp xúc với nó thì hành động của lũ côn trùng sẽ trở nên chậm chạp, nó tỏa ra mùi hương mà côn trùng ghét nhất. Hiện tại lũ côn trùng đã trở nên vô dụng nên Tomiros cũng chỉ còn cách đối đầu trực diện với Toriko. Tốc độ của hắn rất nhanh khiến Toriko không thể bắt kịp nhưng sau khi đã quen thuộc với đường bay của hắn anh đã đánh trúng miệng đối thủ. Hậu quả là Toriko bị mất ngón tay út nhưng Tomiros cũng bị anh đấm dụng một cánh không thể bay được nữa. Điều này khiến cho Tomiros cực kỳ phẫn nộ hắn lập tức đun nóng trứng côn trùng trong cơ thể của mình bằng nhiệt độ và áp suất cao sau đó phun ra với tốc độ cực nhanh để tấn công Toriko. Bất chấp cơn đau Toriko vẫn lao mình tiến về phía trước, tay trái của anh đã trúng đạn bị thương nhưng anh vẫn có thể đấm cho hắn một cú thốn tận rốn. Tuy nhiên thực lực của Tommy Rose khá mạnh, cho dù không chơi côn trùng thì hắn vẫn có thể đánh ngang tay với Toriko đúng là không thể khinh thường. Trận chiến long trời lở đất của hai người đã ảnh hưởng trực tiếp tới hang động bên dưới. Teppi nhanh chóng ném một hạt giống lên trần nhà, đó là cây leo bảo hộ dùng để bảo vệ dòng chảy của nước suốt thế kỷ. Ở bên trên trận đấu vẫn tiếp tục, Toriko và Tomirose đang solo với nhau ăn miếng trả miếng cực gắt. Toriko tung chân lên gối vào ngực của Tomirose một cú chí mạng nhưng đối thủ cũng không phải dạng vừa lập tức trả lại anh bằng một cú đấm. Cơ thể cả hai gần như đã đạt đến giới hạn của sức chịu đựng chỉ còn lại bản năng chiến đấu thuần túy. Cơ mà Toriko vẫn đánh giá thấp thực lực của Tomirose. Lúc này cánh tay của hắn đột nhiên trở nên to lớn. Tiếp theo toàn bộ cơ thể cũng nhanh chóng biến đổi. Hắn đã trở thành một tên khổng lồ to cao đen hôi. Hắn lập tức xông tới đấm Toriko hơn chục cú vào mõm khiến anh bị sang chấn tâm lý không còn biết gì. Cùng thời điểm đó hang động bên dưới đã xảy ra một vụ chấn động khiến mọi người phải bỏ chạy. Nào ngờ trong lúc chạy trốn cô Matsu đã vô tình tìm thấy món súp thế kỷ. Tuy nhiên tên người máy luôn bám theo sau cô Matsu từ khi cậu vào hang động cũng phát hiện chuyện này. Hắn đã đánh cô Matsu bị thương nặng sau đó cướp đi món súp thế kỷ. Ở bên trên Toriko đang bị đối thủ bón hành thay cơm, anh chợt nhớ đến mình vẫn còn sức mạnh của đôi chân. Vậy là Toriko lập tức tung một cước chí mạng đã cắt đứt cánh tay phải của Tomiros. Sức mạnh của đôi chân lớn hơn đôi tay gấp 3 lần Tomiros còn muốn phản công nhưng rất nhanh hắn đã bị bồi thêm một cước vào mõm. Thế nhưng lúc này Toriko đã kiệt sức không thể đứng dậy chiến đấu được nữa, đối thủ thấy vậy liền nhảy vào ăn hôi cực mạnh cơ mà chỉ đánh trúng gốc cây. Thì ra ở phía sau Teppi đã sử dụng hạt giống của cây bảo hộ để bảo vệ cơ thể của Toriko. Tepi bắt đầu đi vài đường quyền cơ bản, đánh cho Tommy Rose phải kêu SOS chiêu nào cũng toàn là sát chiêu chí mạng nhất kích tất sát. Bị hành sấp mặt hắn cực kỳ cay cú quyết định thả con côn trùng mạnh nhất trong cơ thể của mình ra bên ngoài. Sinh lực của hắn đã bị một thứ gì đó hút cạn. Sau đó một con quái vật khổng lồ được lai tạp với côn trùng đã xuất hiện, nó là một con hoàng đế ký sinh cấp 81. Cái đầu kỳ dị của nó có thể phun ra không khí lạnh đủ để đóng băng vạn vật chiếc đuôi còn có thể phun chất độc ăn mòn cực mạnh hơn nữa nó còn biết nhà tơ như loài nhện đây đúng là một con ký sinh cực kỳ nguy hiểm lúc này tên người máy siêu nhỏ đã lấy được xúc thế kỷ hắn lập tức thông báo cho đồng bọn nhiệm vụ đã hoàn thành nhanh chóng rời khỏi nơi này cơ mà hai thanh niên số nhỏ còn chưa đi được bao xa thì đã gặp phải một con quái thú siêu to khổng lồ có rất nhiều cái đầu cuối cùng bọn chúng đã trở thành thức ăn trong miệng của nó thì ra quái vật này chính là con thần lần heo boros cấp 72 mươi đã làm băng tan chảy để giải thoát cho nó khi hai con quái thú ở gần nhau thì giữa bọn chúng nhất định sẽ nổ ra một cuộc chiến để tranh giành lãnh thổ. Hoàng đế ký sinh chém heo một nhát thì bản thân nó cũng bị mấy cái đầu thần lằn cắn bị thương. Cuối cùng hoàng đế ký sinh đã đập cánh bay lên trời kéo theo thần lằn heo rời khỏi núi băng. Lúc này Tepi bắt đầu chữa trị cho Toriko anh đã tiêm nhựa cây bảo hộ vào cơ thể của Toriko trong đó chứa rất nhiều nguyên tố hồi sức nên chỉ một lúc sau Toriko đã mở mắt ra và tỉnh lại. Tiếp theo Tepi lại cho Toriko ăn hạt giống sinh sản. Nó sẽ tiêu diệt một số tế bào không còn hoạt động nhưng sau đó cơ thể của Toriko sẽ hồi phục rất nhanh. Cuối cùng Teppi còn cứu chữa ba đàn em trung thành của mát Phần 2 đến đây là hết rồi, liệu rằng Toriko có thể giành lại món súp thế kỷ từ tay của tổ chức gomez mọi người lai like mạnh để gấu làm tiếp phần 3 nhé.